Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay mình sẽ làm một video chia sẻ về các kinh nghiệm của mình trong việc cubing. Rồi thì cái là cái kinh nghiệm riêng của mình thôi, mong sẽ là giúp ích cho các bạn. Thì mong là vậy thôi chứ không biết có giúp ích được hay không. Rồi thì việc đầu tiên mình muốn nói là các bạn không nên mua những cúp mới nhất thị trường. Ở đây mình có hai con X-Men Tornado và con Alon V2. Không phải là con X-Men vừa ra mắt là sẽ tốt hơn con Alon V2 được, nó vẫn có một số nhược điểm của mà con Alon V2 không có. Đó, thì không phải là mình thấy là con này nó có cái tốc độ nhanh nhưng mà đã khó kiểm soát hơn là con Alon V2 này. Tốc độ đi từ từ, chậm rãi. Đó. Rồi cái thứ nhất mình nói là không nên mua quá nhiều cúp mới bây giờ. Và các bạn phải biết chọn cúp cho mình để mà chơi. Thì có thể là nhiều bạn newbie bây giờ là những người mới chơi thì đã chọn mua những con như là Yusao nè, Gan thì không phù hợp với trình độ của mình. Thì những bạn mới chơi thì mình suy đoán là có thể tầm là dưới 1 phút. Đối với thời gian đó thì bạn nên mua những con như là Good For You, ngày xưa mình từng tập bằng con đó. Và sau khi đã thấy cảm giác mình đã tốt thì bạn nên mua Zenchi đó. Sau đó thì các bạn sub được 20 thì muốn mua gì mà mua, tại vì cái đến lúc đó là cái khả năng sử dụng cúp của bạn là rất là tốt rồi. Rồi thì cái thứ hai mình muốn nói là các bạn phải full C4 ngay khi có thể. Tại vì sao? C4, CFOB, CR rất là tốt cho các bạn, nó sẽ giảm được thời gian sub của bạn xuống. Ví dụ như bạn như 1 phút, dưới 1 phút với LBL là layer by layer thì C4 sẽ giúp cho bạn xuống dưới tầm dưới 30 giây, có thể là 20. Đó. Thì bạn nên học những cái công thức của C4. Và mình cũng khuyên các bạn nên học, những bạn nào mà không có thời gian học được C4 thì bạn nên học các BLL, ví dụ như là chữ T. Đó, chữ T. Hoặc là BLL này. Đó. Và BLL chữ U hoặc là chữ H cũng được. Đây chính là chữ H. Đây chính là chữ U. Đó, chữ U. Và cái thứ ba là bạn luôn luôn phải có một chai silicon. Tại vì khi mà cúp không có silicon thì sẽ như là như mà đi ẻ không bằng cầu á, nó giống vậy đó. Đây thì bạn nên mua một chai Maru như thế này. Chỉ có 50.000 đồng thôi, 50.000 đồng cho một lọ thế này. Hoặc là bạn có thể lên Cubicle, nếu như bạn nào có điều kiện nha. Thì lên Cubicle, trên đó sẽ có một đống loop cho bạn. Kelvin hay là Kelvin hoặc là The Cubicle Loop đồ đó, mấy cái đó thì rất là tốt, độ chất lượng rất là cao. Và tiếp theo là mình muốn nói rằng là các bạn không nên mua stack timer. Bây giờ cái này thì ngoài thị trường giá cũng là 650.000 đồng rồi, là gần 700.000, rất là đắt. Có nên mua thì các bạn nên mua một cái thảm về lót thôi. Tại vì khi mà các bạn chơi xong thì bạn có tập cái quán tính là quán cái rầm cúp lên cái nó thì sẽ, cái trong quá trình quăng nhiều lần thì nó sẽ nghe hư hại bên trong, nó sẽ gây hư cúp. Thì các bạn không nên mua cái stack timer này. Nên là tới 700 ngàn một cái lần hoặc là 600 mấy đó. Tại vì có rất là nhiều ứng dụng mà, tại sao các bạn không tải về mà sử dụng. Và bây giờ cũng có các dòng timer giá rẻ như là Yushin, QZ thì nó rất là rẻ, giá chỉ dưới 300.000 thôi.
nhưng mà chất lượng thì không được tốt bằng cái của thằng Speed Stacking này. Đây, Speed Stack. Thì cái này là cái dòng tốt, này là dòng Pro. Bây giờ đã có cái dòng Gen 4 rồi. Cũng rất là tốt nữa. Thì đó là những cái kinh nghiệm của mình trong việc cơ binh. Thì cảm ơn các bạn theo dõi video này. Hãy like và subscribe cho kênh mình để mình có thêm động lực làm clip. Và hãy subscribe cho kênh mình nhé. Ok, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye.